Hello tất cả anh em, mình là Cá Gam Minh. Thì hôm nay mình làm cái clip này nhận 100k vàng anh em. Nếu mà bây giờ hai viên đá này bán ra xong nè, lại này bán ra xong thì khả năng cao thì nó sẽ lên là 110k vàng, 110k vàng hả? Ừ, tầm đó. Với lại còn một cái nữa là thứ nhất là 4 ngày nữa em hơi vội xả phôi, hồi chiều lỡ xả rồi em mới nhớ ra, sực nhớ ra là mình còn tín vọng môn phái chứ không chỉ là đá. Thì tín vọng môn phái em còn chắc 4 ngày nữa mới bán ra được. Nếu mà 4 ngày nữa nó chưa khó thì em tiếp tục em xả đợt tín vọng môn phái ra nữa. Thì để ở thành bí kíp để mà chuyển thì nó rơi vào tầm ở đây là ba mấy cuốn, hai chục tín vật một 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 cái thì 100 là 100 là 5 cuốn. Nó rơi vào tầm ba mấy cuốn mà để nó bán ra giá, để coi tính nhẹ nhẹ, coi tính nhẹ nhẹ thôi, đừng tính nặng quá nha ca. 35 cuốn nhân cho cái cuốn tín vật môn phái mà bán ra giá cộng 30 thì nó là 8 48 56 560 là 20k vàng nữa anh em. 20k vàng nữa thì nó rơi vào tầm là 20k vàng nữa thì em sẽ có tầm 130k vàng. 130k vàng. Kèm với đó là đá em vẫn chưa đảo. Nếu có thể thì tại vì cơ bản là đại hội thi đấu đại hội Võ Lâm là ngày hôm nay nên là em không không thể dám, em không tháo đá được. Cái dàn đá em tháo trước là em lo mang vào để em thi đấu đại hội Võ Lâm cho nó ổn áp anh em. Mất cái đại hội Võ Lâm nửa năm có một lần, vàng thì lúc nào mình chuyển cũng được, bất kỳ thời điểm nào mình thích mình chuyển. Nhưng mà đại hội Võ Lâm nửa năm có một lần nên em cố gắng đầu tư vào đại hội Võ Lâm trước, còn đá đấm rồi mà mốt tốt ngày mình tính sau. Đó. Cái giày này là giày hiếm nha anh em, nhưng mà nó không có cái dòng cam, cái dòng cam cùi bóc quá em quăng rồi. Thì em đang tích được 9 mảnh giày rồi thì nó sẽ làm một một nhát nữa ngay thôi. Đó, khi nào đủ mảnh giày là làm luôn anh em. Cái gì chạy về đi đâu đây? Đó thì hiện tại ạc đang có 100k vàng. Với 100k vàng này em sẽ làm gì? Để nói cho anh em luôn. Thì 100k vàng này em sẽ mang em tích phôi tiếp để mà 8x em mới bắt đầu em bung. 8x em xả phôi và em bung một lần nữa. Thì 8x nó rơi vào tầm sẽ là nếu mà xả tầm 300k vàng, và 300k vàng đấy em sẽ tiếp tục tích một đợt phôi nữa để mà chuyển 1 triệu vàng. Cho nên cái hạt này sắp tới nó sẽ giữ được chiến khá là lâu. Và đó là dự định của em, nhưng mà những cái lúc mà máu á, nó máu á, anh em nó gọi là máu chó nó nổi lên ấy thì không biết có giữ được hay không, thì cái chuyện đó này chưa biết được. Chứ là sợ là chút nữa tối nay tầng tỷ hoàng xong là tự nhiên số 92 này thành 29 là mệt lắm. Đấy. Nó nói chung là nó cũng đùa tí thôi, nhưng mà nếu mà được như vậy thì tốt, nếu mà mình kiên nhẫn mình tích được như vậy thì càng tốt. Tích bây giờ minh phôi về và lên giữa 8x, chúng ta minh tầm đầu 8x thì chuyển được một đợt nữa. Chuyển được một đợt nữa. Tại bây giờ còn tới mười mấy ngày nữa. Mười mấy ngày nữa mới 12 ngày nữa, và 12 ngày nữa trong thời gian này em nạp rỉ rả, nạp bể rả là nó sẽ mở phần trăm ra và em bắt đầu em chuyển một đợt. Là chuyển một đợt về thì nó rơi vào tầm 200 mấy chục k vàng. 200 mấy chục k vàng là ít. 200 mấy chục k vàng nếu mà em tích chuẩn chỉnh thì 200 mấy chục k vàng là cái thứ nhất. Cái thứ hai, 200 mấy chục k vàng nếu em mang em tích phôi thì về ít nhất em chuyển về đợt sau nó sẽ là tầm 500k vàng trở lên. Đó, đợt sau thì nó rơi vào tầm cuối 8x. Nếu mà đợt đợt đó là đợt sau nữa ấy, thì rơi cuối cuối 8x. Đó là cái sự tính toán của em. Còn cái việc mà nó có được như vậy hay không cũng là do hên xui thôi anh em ạ. Ok, thì nói chung là anh em khá là hóng clip mà nhận vàng như thế này. Khá là lâu rồi không có clip, từ đợt mà chuyển đầu 7x tới bây giờ thì em mới lại làm một clip nữa để cho anh em xem. Thì nếu anh em cảm thấy hay thì nhớ nhấn like và ủng hộ em, nhớ nhấn đăng ký kênh, cùng với lại là nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi mà em like clip hay là em làm video đó.
Còn xin phép quảng cáo một phút thì là em có nhận chuyển binh tất cả các server, nhận chuyển vàng tất cả các server. Sau khi chuyển vàng xong thì chắc chắn là nó sẽ khó cái này cái kia, những cái tính năng của anh em. Như anh em xem livestream em thì anh em cũng biết em thời gian qua em bị khó ở cường hóa và đập đồ. Nhưng mà em sẽ chỉ cho anh em cái cách nào chuyển, những cái thời gian nào hợp lý. Ví dụ như em min foil về xong xuôi hết rồi, vàng thì có đó thích là chuyển luôn, nhưng mà em sẽ đợi, hoặc là em sẽ tư vấn cho anh em cái thời gian nào đưa vàng về là hợp lý nhất có thể. Đó, thì tại sao là đưa vàng về hợp lý nhất có thể, thì em sẽ nói nó nôm na như thế này. Ví dụ như anh em sắp tới là mở giai đoạn 8X chẳng hạn, mà anh em chuyển vàng á, thì nó sẽ bị khó. Nó bị khó tính năng của anh em không cường hóa được nè. Cái thứ nhất, ví dụ mở 8X ra, anh em muốn cường hóa vài món đồ lên không được gì hết. Đó, muốn đập đồ vào đây, đập vũ khí mà đập chích con đĩa mẹ luôn, toàn là tím không thấy ra cam thì nó rất là bực. Còn em, đó là từ từ để em nói hết cái phần này, là đó là lý do tại sao mà em nhiều lúc chuyển vàng cho anh em á, thì em luôn em có tư vấn cho anh em ở thời gian nào chuyển cho nó hợp lý, để tránh cái trường hợp mà nó khó những cái đó thì anh em rất là khổ không. Đó, còn ok thì sau khi ạc em lên 79, em xin review qua cái ạc em ở thời điểm hiện tại luôn. Sau khi ạc em lên 79 thì em đã đập kinh mạch lên được 4 thành anh em. Đập kinh mạch lên được 4 thành. Ạc đang bị khó kinh mạch, nhưng mà em cố gắng, em ráng em cậy, em nảy, em bấy các thứ là lên được 4 thành khúc cốt. Thì tối nay thi đấu đại hội Võ Lâm cũng khá là ok. Khi mà thi đấu đại hội Võ Lâm, cơ bản là những cái team ở server sau mình, tức là em đã đang ở 562, thì với những cái team 563 này, 564 này, thì nó cũng hơi nhẹ nhàng. Nói chung là hơi nhẹ nhàng, và cố gắng một chút xíu, cố gắng win để có con rồng quấn quanh người. Cũng cái đại hội Võ Lâm này là một cái hoạt động một cái trận chiến mà gọi là thi đấu cao cấp nhất của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Nửa năm nó mới có một lần, nên là cố gắng hết sức có thể thôi anh em. Tại vì cơ bản vừa rồi ạc khó nên cũng không bung bủng được gì hết, và bây giờ vàng về thì nó muộn mẹ rồi đó. Nên là mà em nghĩ lực như thế này thì cũng ok thôi, ạc top 1, top 2, top 3 đi chung với nhau đó. Còn bây giờ thì em sẽ em xin nhắc lại một lần nữa, em có nhận chuyển min này, chuyển mát này, tức là chuyển mát là chuyển vàng á. Ví dụ như anh em nào cần build ạc, anh em kêu là ạc này bây giờ tôi nghĩ có một số, em có nhận làm một số ạc ở server cũ. Một số ông kêu tôi vừa đi công trình về, tôi nghỉ hết 2 tháng chờ đi công trình công tác xa về, giờ ạc thọt quá. Giờ ạc đang ở top 20 mấy. Bây giờ ông xem thử, ví dụ như tôi vào trang đầu lực chiến thì nó sẽ là bao nhiêu và up những gì, ông liệt kê ra. Rồi tôi khoán ông luôn, ông làm. Đó thì em có nhận luôn cái khoản đó nữa. Ví dụ như ạc anh em đang thọt như vậy, anh em muốn lên top, ok em nhìn em sẽ up những gì, em sẽ liệt kê ra, em tính toán. Và tất nhiên khi làm như vậy nó sẽ giá nó sẽ tốt hơn so với mà anh em làm từng cái riêng lẻ. Ví dụ như anh em cần chuyển ca hồi thị bích, ngàn cái hồi thị bích về, nhưng mà trong quá trình em làm thì em chuyển, em làm cái gì đó em chuyển trong quá trình đó, mid thì em tự em lo, em tích em chuyển lại, hay là ABC gì đó, làm sao cho cái ạc của anh em lọt vào trong top lực chiến, là trong trang đầu lực chiến chẳng hạn như vậy, ví dụ nha. Đó, ok thì bây giờ em sẽ bắt đầu review server này. Diệu Nhi vừa mới hôm qua đây thôi, Diệu Nhi vừa quay được giám định ra được cái kỹ có cái kỹ chân nguyên là thiên địa quy tâm, cực kỳ ngon nha anh em, cực kỳ ngon với cái hạt của Diệu Nhi như thế này. Và cái hạt Diệu Nhi này đã có ba cái kỹ rồi. Một cái là đồng phu thiết cốt thì mình nghĩ để tầm 10X trở lên, hoặc là 11-12X thì anh em xài mới ngon lận. Chứ còn ở giai đoạn đầu này đồng phu thiết cốt nó vẫn ngon, nhưng mà nó không ngon bằng thiên địa quy tâm đối với phái đầu hoa như thế này. Đó, cái kỹ thứ hai của Diệu Nhi quay ra đó là Mục Như Thanh Phong. Mục Như Thanh Phong phải không nhỉ? Hình như là Mục Như Thanh Phong. Đó. Hay là Băng Thanh Nhục Nhuận nhỉ? Hình như là Mục Như Thanh Phong thì phải. Hôm bữa em vô ạc thì em thấy. Ok, Mục Như Thanh Phong. Và cái thứ ba là Thiên Địa Quy Tâm, cực kỳ hay, cực kỳ ngon nha anh em. Hôm qua hình như bà ấy đấu chân nguyên hay là đấu gì đó, bà giám định cái ra luôn. Tỷ lệ bảo kích cơ bản 80% dòng cam, cực kỳ ngon. Bỏ qua tỷ lệ bảo kích cơ bản cũng rất là ngon. Cái dòng bỏ qua tỷ lệ bảo kích cơ bản này nhiều anh em không sử dụng. Chẳng hạn như mình
mình tầm này mình chưa sử dụng, tại cơ bản ở tầm này mình thấy nó chưa cần thiết phải sử dụng. Nhưng mà thật sự cái dòng này rất là ngon. Về sau tầm 8-9X gì đó mình không nhớ, nó sẽ có viên đường hiểu. Và một viên đường hiểu của nó không bằng một cái dòng này anh em. Một viên đường hiểu cao nó không bằng cái dòng này luôn. Đó nên là cái dòng này rất là ngon. Nên anh em cố gắng, anh em có dòng này thì anh em để lại mà anh em tái sử dụng về sau, hoặc là anh em sử dụng ngay tại thời điểm đó nó vẫn ok nhá. Né tránh cơ bản, bảo quay né tránh cơ bản linh hoạt và sức mạnh rất là ngon ở cái nhân viên này. Chỉ hiện tại chỉ sử dụng được 6 dòng. 6 dòng thì sử dụng 6 dòng này là cực kỳ hợp lý, không có gì phải bàn cãi cả. Ok. Ạc Diệu Nhi thì hiện tại đang 5 món 80, nhảy móc cường hóa là 16, 1 2 3 4 và 5. Đó, còn lại thì cường hóa 75 và 70 mấy, nói chung là rải rác. Đó. Hầu như các event nào Diệu Nhi cũng ăn full. Ok, rác khá là ok. Quần thể kim cang 5 cung phi. Độc cô kiếm 5 cung phi, quần thể cái gì? Nam cung phi có quần thể kim cang này, Độc cô kiếm quần thể kim cang này, Nhạc phi có quần thể kinh kha có quần thể kim cang nè. Và con này cũng có quần thể kim cang, 4 con đồng hành đều có quần thể kim cang, khá là ok ở dàn đồng hành. Bí kíp thì 4 cuốn trung. Kinh mạch thì hiện tại khúc cốt đang nâng lên bậc 2. Còn lại thì chúng ta không bàn tới làm cái gì. Ở ạc thứ 2 top 2 lực chiến là Jun Hoàng đế, chúng ta sẽ review kỹ ở ạc top 1, top 2 và top 3 thôi nhé anh em. Kinh kha không có quần thể. Đây dàn bác, dàn bét này có con Nhạc phi nè, đi thấu thi đấu là được rồi, đại hội hoặc là đi hoa sơn lượng kiếm con Nhạc phi này là khá là ok rồi. Nhạc phi có quần thể kim cang lại đi những cái PVP như vậy là nó rất là ok. Đó thì dàn đồng hành này em cũng đánh giá khá là cao rồi, nhưng mà em nghĩ là trong con Nhạc phi này em cá nhân em thì em không thích sử dụng con Nhạc phi này cho lắm. Em nếu mà có dàn đồng hành như này em sẽ thay ở đây là con đường ảnh. Con đường ảnh thì nó sẽ ok hơn, tại con này kỹ năng thiên phú nó là cái gì đấy, nói chung mình tăng tấn công em cũng không thích lắm. Cường hóa thì hiện tại đang 1-2 món 80 anh em, còn lại thì 75 1-2-3 món. Còn lại thì nó là nó rải rác bảy mấy đó. Kỹ vẫn là thiên địa uy tâm nhá, top 1 top 2 kỹ thiên địa uy tâm rất là ngon luôn. Bảo quay né tránh cơ bản nhanh nhẹn, bảo quay tỷ lệ đột kích cơ bản, sức mạnh tỷ lệ đột kích cơ bản và né tránh cơ bản rất là chuẩn. Ok, không có gì phải bàn cãi cả. Kinh mạch thì hầu như rất là cao, kinh mạch hầu như là mát này. Tới đây thì nó bắt đầu thụt lùi chút xíu, tại vì cơ bản có chuyển nên là nó khó nhẹ. Đây. Và ạc này ông này cũng khá là chịu chơi anh em, cũng đầu tư dữ lắm á. Ok, thì bắt đầu review sơ qua vậy, bắt đầu chúng ta đến trang bị cơ bản. Trang bị cơ bản Sun Nhất đang top 1. Lý do tại sao Sun Nhất top 1? Tại vì cơ bản Sun Nhất đã có một cái áo hoàng kim nha anh em. Sun Nhất đã ấp cái áo hoàng kim lên cái áo hoàng kim rồi. Và còn lại bây giờ trang bị cơ bản chênh lệch nhau. Thứ nhất là do dòng người ta khảm cho hoàng cam nhiều này. Cái thứ hai nữa là người ta lên trang bị hoàng kim, cái đồ trang bị hoàng kim trước nên là nó mới chênh lệch được chiến như thế này. Chứ còn nếu mà dòng cam vào thì chênh lệch cũng cao lắm, là 10k lực chiến thôi. Thứ hai là cường hóa. Cường hóa hiện tại mình đang top 2, Diệu Nhi top 1. Tại vì cường hóa quá ghê nha anh em. Ạc Diệu Nhi thì bà ấy khó, cái bà ấy chỉ có chuyển khó cái nạp vào nó mở cường hóa nên là bà cường hóa khá là ok. Tiếp theo mình cùng đến với Khảm. Khảm thì hiện tại Ạc mình đang top 1. Ok. Thú cưỡi thì tương dương hành chủ không nói. Còn Xuân Nhất này ông dùng chân nguyên thì ông dùng con mẹ nó full cái dòng cam để cho lên lực chiến cái đã, còn như thế nào thì tôi tính sau đấy. Nên là nói chung là mấy dòng này đối với ba đao thì xài cũng được đi. Đó, tỷ lệ kích cơ bản ngon này, kháng tất cả cơ bản mình không ưu tiên lắm, nhưng mà ba đao cho nó trâu trâu tí cũng được. Xét thu một tính là như cụ ke, đối với cá nhân mình là như vậy. Né tránh cơ bản ok, bỏ qua né tránh cơ bản ok, tỷ lệ bạo kích hơi hơi ok thôi chứ không ok lắm nè. Đó. Ok. Tại sao Ạc Diệu Nhi lực chiến lại cao như vậy? Hôm nay mình sẽ làm một cái clip này, nó hơi dài, ngồi tổng hợp và trả lời những câu hỏi mà thường xuyên anh em hỏi. Thứ nhất, gia viên của Diệu Nhi ở là 12 và hầu hết tất cả các bảng xếp hạng Diệu Nhi đều đứng top 1 hoặc top 2 và chênh lệch so với người còn lại rất là nhiều, nên là đó là lý do tại sao mà Diệu Nhi đang top 1 lượt chiến và chênh lệch so với phần còn lại khá là nhiều, 100k lượt chiến không phải là ít. Tụ Bảo Bồn, Diệu Nhi đang ở top 1. Vinh Dự Võ Lâm thì cái này không nói làm gì. Kinh mạch
Sun Yat đang ở top 1. Hình như là ông này, hình như là em theo em biết thì ông này có chuyển nhẹ chứ không có chuyển nhiều lắm, nên là kinh mạch ông đập khá là ok, suôn sẻ, ông đập cái nào cũng ra cái đó hết. Đó, còn dịu như top 2. Ok, thì đến đây thôi, em sẽ dừng ở đây và em không review sâu vào nữa, tại vì cơ bản review như vậy cũng khá là ok rồi. Những anh em không có chơi ở server này, anh em xem qua thì em cũng biết được tình hình server này như thế nào. À đâu, còn về mặt ban hội thì hiện tại ban anh em đang đứng top 1, Forever của thằng bé cá này đứng top 2. Thì tại sao ban nhiều top lực chiến như thế này mà đang đứng top 2 chứ không phải là đứng top 1? Cơ bản thì ban em nó chỉ có chất lượng chứ nó không có số lượng. Thứ nhất là 1, 2, 3, 4 top lực chiến đúng không? Ở bên này thì có 5 nè, 6, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13, 14 nè. Trong top 50 thì có 14 người, chưa tính dàn ở đằng sau này. Đằng sau này thì tụi em rất là vắng. Đó. Còn mỗi lần online hoạt động lên, ban này chỉ tầm 30 người, 30 đến 40 người online đi hoạt động, kể cả công thành chiến hay bất kỳ cái hoạt động cuộc cặt gì hết. Là nó đều đi tầm 30-40 người thôi, rất là vắng. Tại vì cơ bản anh em tới giai đoạn này, anh em cũng thứ nhất là anh em bận công việc và anh em không còn nhiệt huyết với game khác, không còn nhiệt huyết với game nhiều nữa, nên là hoạt động nào quan trọng thì họ cố gắng bỏ ra chút thời gian họ on, chứ còn đâu thì họ lên họ nói chuyện với anh em trong thời gian họ rảnh thôi. Đó, tại vì ban mình on ít. Chứ còn nếu để lực lượng ban người ta on 80 ạc, ban mình on 50 ạc thôi, mình đánh qua người ta vẫn như con chó được. Đó là ban anh em. Còn ban anh em thì lực chiến nè, lực chiến đây thì cũng khá là đều đều anh em, đều đều trong top lực chiến vẫn ok nhá. Và dàn sau nó rất là ok, dàn sau của ban anh em tầm này đổ đi á, thì ban mình ít, nhưng mà ban anh em thì hầu như là phủ sóng mọi mặt trận. Má sao bấm, má nói vậy mà bấm cái nào cũng thấy Forever, chết mẹ tôi ơi. Ủa, quả này lỗi hay sao? Chắc quả này lỗi rồi anh em, game lỗi rồi. Nhưng mà ban anh em khá là đông, như anh em nào theo dõi livestream em thì biết, mỗi lần đi công hành chiến ban em tầm 30 ạc lên thì ban anh em chắc gấp 3 lần, gấp 2 rưỡi như vậy, gấp 2 lần, gấp 2 rưỡi như vậy ra ùa cái là ban em thiếu điều muốn nát sạch. Nên là đó là lý do tại sao ban em vẫn chỉ đứng top 2 thôi và Tương Dương không lấy được. Mỗi lần lên công Tương Dương, thứ nhất là thằng chỉ đạo ngu, nói thẳng ra là thằng bé cá, là thằng thủ lĩnh của ban Forever, chỉ đạo ngu. Cái thứ hai nữa là có ban này ban kia lên, nói chung là họ phụ giúp một cách tiêu cực đến tích cực, nên là rất là khó để mà win được. Ok thì em sẽ chốt clip ở đây, clip cũng khá là dài rồi. Và một lần nữa xin nhắc lại là em có nhận chuyển min tất cả các server, nhận build ạc lực chiến lên bao nhiêu đấy anh em cần, và nhận chuyển vàng tất cả các server anh em nhé. Anh em muốn liên hệ với em thì thông tin contact của em ở dưới phần mô tả anh em nhé. Dưới phần mô tả, số điện thoại là 0076882757. Em chỉ sử dụng duy nhất một Zalo, một số điện thoại và một đường link Facebook nằm ở dưới phần mô tả. Nếu anh em liên hệ với bất kỳ số điện thoại Zalo khác nào mà không phải cái đường link hoặc là ở dưới mô tả em để thì đều là phát anh em nhé. Và những ai mà là chủ động kết bạn với anh em, đặt tên là Hồ Sĩ Đức hoặc là thầy giáo cá, chủ động kết bạn với anh em đều là phát. Em không có chủ động kết bạn với bất kỳ ai cả. Ví dụ như anh em cần liên hệ với em, chắc chắn anh em sẽ nhắn tin cho em. Chứ không lý mà một thằng đi cày thuê, à alo bạn có cần cày thuê không, hoặc là à alo bạn cần chuyển vàng không để mình chuyển cho. Cái đó là thằng mất dạy nha anh em. Gặp những thằng như vậy anh em sẽ chụp, anh em hãy chụp hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình, hoặc là để mình xác nhận đó có phải là mình hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, anh em bờ con mẹ nó lóc luôn cho nó nhanh, đỡ phải mất thời gian nói chuyện và đỡ phải đau đầu làm cái gì cho nó mệt. Ok thì bây giờ em xin phép dừng clip lại ở đây. Nãy giờ nói dừng nhiều rồi mà chưa dừng. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ anh em nhé. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ. Tối nay thì sẽ thi đấu Đại Hội Võ Lâm, mong anh em sẽ vào xem và ủng hộ em nhé. Bye bye, hẹn gặp lại anh em. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp em nhé.